buổi tối á thì ngồi mà đến khi mà quán mà đóng cửa luôn mới chịu về, tại vì không biết về để sẽ làm gì. Hồi hộp đó. Dạ. Sau chuyện đó đi thì tình cảm hai đứa càng càng kháng khích với nhau hơn, hiểu nhau hơn. Rồi vợ em được cái là nấu ăn rất là ngon, là nấu được có những cái món liên quan tới luộc với chiên thôi. Và bây giờ mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay để cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Xin chào em, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Nguyễn Nhật Minh, năm nay em 27 tuổi. Nghề nghiệp của em là tài xế chạy xe hơi. Dạ, em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên là Phan Thảo, hiện tại đang là sale ở bên ngành làm đẹp. Dạ. Hàng đẹp. Gì đẹp quá. Rồi hai em quen nhau như thế nào? Cũng là một dịp tình cờ, là quê của cô này thì đang tổ chức đám cưới. Em cũng về đó với lại mẹ của em, tại vì mẹ của em á là bạn của cậu em. Dạ. Thì vô tình về thì hai vợ chồng gặp nhau với đó. Lúc em gặp anh này á, em không để ý gì luôn á. Chỉ có ấn tượng là mỗi lần mà em đi đâu cái em quay lại là thấy anh đứng kế bên em. Ủa sao vậy em? Tại vì em thấy cổ xinh, em dễ thương, nhưng mà em bị cuốn hút. Em lộ luôn từ lúc đầu luôn. Có như gặp cái là em giống như em bị choáng liền đúng không? Dạ, cảm đúng rồi. Em thích. Trong khi vợ thì không có cái không để ý gì. Tại vì đám cưới dưới quê á là hầu như mọi thứ đều là tự tổ chức, tự nấu ăn rồi tự trang trí. Cứ em thổi bóng bóng cái là quay qua hay ổng đứng thổi bóng với em. Xong cái thổi bóng xong cái em ra em quét sân, cái thấy ổng cầm cái chỗ mới sân với em. Chung là đi theo tò tò đó. Đến ngày hôm sau á là đám cưới xong hết rồi thì anh xin số điện thoại. Lúc đó thì em cũng là ở trên này, chỉ về quê chơi thôi. Bao lâu thì tụi em chính thức yêu nhau? Khoảng chừng vài ngày sau á thì em nhận được tin nhắn của anh này. Anh rủ em đi, anh sẽ dẫn em đi ở Sài Gòn những nơi mà anh biết, rồi anh dẫn em đi tham quan. Dạ, lời ông bướm liền gì. Dạ, đó. Đúng rồi. Em có nhận cái tình cảm đó không? Lúc đó thì em cũng đang cô đơn. Xong rồi cái em mới nói để coi anh này anh làm cái gì. Tại vì cũng mồm miệng dữ lắm. Nhưng đến lúc đi chơi á thì rất là hiền, rất là dễ thương, kiểu không có vồ vập gì hết á. Đi với em cũng coi như giữ khoảng cách cho em rất là tốt, không có kiểu mà bóc hốt gì hết. Dạ. Tầm khoảng 3 tháng hay 4 tháng gì đó thì em mới chủ động ngỏ lời làm quen cổ bằng là em gửi một cái bài hát. Thì cổ nghe cả ngày luôn. Sau đó đến cuối ngày thì em mới hẹn cổ đi chơi. Rồi em mới hỏi là tay em đâu rồi. Cổ đưa tay ra. Rồi em mới cầm tay cổ đặt lên eo của em. Cổ mới kêu là ủa vậy là quen rồi đó hả? Dễ thương vậy đó. Dễ thương quá. Còn trước chưa? Đó là coi như trong 4 tháng trời quen với nhau là tay chưa có nắm. Dạ, giữ khoảng cách. Không hung, không nắm tay, không gì hết. Dạ, đúng rồi. Đa phần là quận 7 mà chỗ đó rất là tối. Nhưng được các bạn này không bao giờ mà kiểu mà dê hay là có bất cứ hành động nào với em hết đó. Nhưng mà sau cái 4 tháng đó, sau cái đêm mà nắm tay vô eo đó thì bạn có tiến triển vồ vập là bốc hốt giống như không còn giữ gìn đâu? Cũng không bốc hốt luôn chị. Bao lâu thì tụi em mới cưới? 8 năm. Mà 8 năm vẫn giữ khoảng cách luôn? Không, dạ không, cái đó là không có rồi. Không rồi, bây giờ bao lâu thì các em mới gần, coi như là gần gũi với nhau mà thân mật nhau? Đốt cháy khoảng cách. Từ lúc mà cô ấy ôm eo của em rồi á, là xác nhận là người yêu rồi đó, coi chỉ có những cử chỉ thân mật hơn. Cô cũng hay rủ em đi đến những chỗ mà nó lãng mạn phải không? Lãng mạn rồi nó tối những hạn như karaoke mà chỉ có hai đứa thôi. Có làm gì không? Dạ không. Lần đầu tiên của các bạn là khi nào? Ấy ấy. Là ở đâu? Ấy ấy đó. Gần nhau vậy rồi đến một lúc thì em mới ngỏ lời rủ cổ đi Vũng Tàu chơi. Sau bao lâu yêu nhau? Dạ khoảng 7-8 tháng gì đó. Thì trước ngày hôm đó thì em mới qua chở cổ đi ăn uống. Rồi mới nói là thôi em có muốn đi đâu chơi không? Đưa em đi Vũng Tàu, em có đồng ý hay không? Thì vợ em từ chối đủ điều hết, không muốn đi. Đến khi đến về nhà đó, rồi em mới nhận được tin nhắn của cổ là ngày mai qua chở em đi làm. Khi buổi sáng đến nơi, gặp vợ em nguyên cái ba lô luôn. Mà vậy đó hả? Dạ. Là có nghĩa là lúc đó mới là xác nhận là đi Vũng Tàu hả? Dạ. Em hỏi đi đâu thì anh bà vợ em mới kêu là đi chơi. Vũng Tàu ở vui không? Buổi tối á, thì ngồi mà đến khi mà quán mà đóng cửa luôn mới chịu về, tại vì không biết về để sẽ làm gì. Hồi hộp đó. Dạ. Đúng không? Đến... Mà, rồi để ta kể tiếp sao? Đi cuối cùng thì cứ sao? Nhảy vô hoài để người ta kể. Cuối cùng người ta phải từ từ đó. Lúc trước á khi thuê phòng thì em thuê phòng đôi hai giường,
để vợ bên em bên. Tối về là hai đứa nó cũng ngà ngà say rồi, hai cái giường nó ghép lại một cái giường. Rồi chuyện gì đến nó sẽ đến. Chuyện gì đến, em muốn hỏi gì nữa không? Thì muốn hỏi cái vụ sâu xa nữa. Chính thức làm mất đời con gái vô tay của anh này rồi. Dạ. Sợ không? À, thật ra thì em cũng không sợ đâu. Cái chuyện đó thì thật ra là cũng quan trọng. Ừ. Nhưng mà nếu mà bạn này không tốt á thì em cũng không ngại. Ừ. Dạ. À, vui rồi ha. Chưa, từ từ. Sao bạn có cảm thấy trách nhiệm không? Tại vì biết sao chị hỏi không? Tại vì hai bạn này sau đó là tới 8 năm sau mới lấy nhau. Tại vì ban đầu em đã xác định cô ấy là người yêu của em. Ừ. Mà khi mà bước tiến một bước nữa thì em sẽ xác định cô ấy là sẽ là vợ của em. Đúng rồi. Dạ. Sau chuyện đó đi thì tình cảm hai đứa càng càng kháng khích với nhau hơn. Ừ. Hiểu nhau hơn. Vậy thì anh muốn hỏi là tại sao yêu mà yêu lâu như vậy, yêu tới 8 năm rồi mới cưới? Vì một phần là biến cố của gia đình. Từ biến cố bên gia đình. Cả hai gia đình đều có biến cố. Nói chung lúc đó bạn này là sinh viên. Hai đứa không thể là tiến tới hôn nhân được. Vẫn kéo dài mối tình đó, quen nhau được bao năm thì ba em mất. Xong là em phải về quê với mẹ luôn. Tại vì lúc đó mẹ đang bệnh, em ở một năm dưới đó. Lúc mà ba em mất là hàng giống như là em là bị stress á. Em trở thành một con người khác luôn. Ảnh thì lúc đó ảnh đi làm ở trên này rồi. Em đòi chia tay suốt. Cứ một ngày là em phải nhắn tin chia tay 2-3 lần. Được cái ảnh rất là kiên trì luôn. Mỗi lần mà em đòi chia tay cái là ảnh về. Anh chạy xe máy từ trên Sài Gòn về. Nhà em thì Long Thành. Anh về đến mức độ mà bà ngoại với mấy dì của em dưới nói là sao tự nhiên quay lại thấy mày dưới đây vậy. Rồi sau cái đám tang của bà. Ba năm. Dạ. Rồi sao lại không cưới liền đi? Dạ, khi cô ấy chịu tang 3 năm của ba cô ấy thì đến ông nội của em mất. Rồi chịu tang mấy năm nữa? Dạ, cũng 3 năm. Vì bạn em là cháu Đức Tô. Khi ông nội em mất thì đến bà ngoại mất. Trời ơi. Mất 3 người trong 8 năm. Dạ. Đó. Nhưng mà gia đình hai bên em là có đồng quan điểm với nhau về cái chuyện tình yêu của hai bạn hay không? Ba mẹ thì không có cấm đoán gì hết, hai bên đều không cấm đoán gì hết. Nhưng mà có một cái vướng mắc ở đây là do tụi em khác biệt tôn giáo nên đâm ra nó sẽ khó trong cái khoảng mà hai bên sẽ hiểu nhau hơn về vấn đề đó. Sau rồi bạn em thuyết phục. Và cũng trong thời gian đó luôn, lúc mà chưa chuẩn bị đám cưới á, chồng em lại bị tai nạn. Trời ơi, sao hai đứa sao cứ gặp những sự cố không vậy? Trong chiên á. Trời mưa tối, xong rồi chồng em vừa xuống cái cầu đó thì có người băng qua đường, chồng em né. Xong rồi chồng em té xuống thì nguyên chiếc xe đập vô mặt chồng em luôn. Lúc đó thì em khâu rất là nhiều trên mặt, mũi thì bị gãy. Thì gia đình của em thấy cô này chăm sóc em rất là chu đáo. Rồi kể từ đó thì mọi thứ nó trở nên dễ dàng hơn. Sau đó là cưới luôn đó. Rồi bây giờ cưới nhau là được bao lâu rồi? Đó thì điểm này khoảng 1.5 năm. Ôi gì mới đây à? Dạ, đúng không rồi. Quá son. Có tật xấu gì không cưng? Dạ em tật xấu cũng nhiều lắm. Nhiều trời ơi. Hả? Trời giờ cho em cái trước đó. Ví dụ. Dạ. Thì vợ em á thì có cái tật rất là ngộ. Đồ đạc của mình á, mình xài chẳng hạn như là nịch bụng hay là những cái đồ mà chai dầu hay gì đó là bản thân vợ em xài. Để đâu không nhớ bắt chồng đi kiếm. Mà chồng không kiếm được thì lại giận. Nó cứ thế mà năn nỉ. Vợ em cũng có dấu hiệu hay lắm, giống như là hai vợ chồng mà muốn gần nhau á, thân thiết với nhau á, thì vợ em tối trước khi ngủ xí nước hoa. Mà đến khi nào mà vợ em mà không muốn á, vợ em sức giận. Đó, cái đó cũng hay chứ bộ. Hay lời muốn nói. Nhiều lúc mà nằm kế bên cứ tưởng nằm với cô, với mẹ không. Là có sức vô gió không hả? Một tuần sức mấy lần? Nói chung là đêm nào cũng sức. Trời ơi, đêm nào cũng rất là mệt thôi nha. Giống như là cái đó là thói quen từ nhỏ của em luôn rồi. Như vậy có nghĩa là đêm nào mà muốn gần thì gũi mới báo hiệu. Không là... có là sức dầu thơm trộn dầu gió. Giống như là đêm nào mà ấy thì em sẽ sức dầu thơm trước. Xong hết rồi mới sức dầu gió đi ngủ. Còn tật xấu gì nữa? Thì đi mỗi lần đi chơi là cô này rất là thích chụp hình. Xấu cái là giận, bỏ răng góc ngồi vậy đó. Rồi cái em phải năn nỉ xong rồi mới chịu chụp hình lại. Hay giận đúng không? Dạ hay giận. Hay nhõng nhẽo lắm. Đó, cái đó là tật xấu đó. Anh cứ kể chứ không có nhìn. Cái phần này đâu có nhìn. Dạ, vợ em rất là hậu đậu. Đi tắm một 10 lần là hết 9 lần là quên đồ. Rồi đang tắm á, thì đang vô toilet á, thì lúc nào cũng á hết. Cứ 10 lần là hết 10 lần á, mà biết á cái gì? Dạ. Á gì vậy? Cái là rớt đồ xuống đất á, bắt em lấy đồ mới đem vô lại. Cái tật ngộ lắm, lúc mà trước khi quen hay sau này quen cũng vậy. Là mỗi lần đi vệ sinh là cứ để một ảng luôn.
Đến khi mà nó bốc mùi quá rồi mới xả xuống, mà khi mà em bước vô một cái là tá ná thở luôn. Nó vậy. Đó. Cái đó do mình quên hả? Cái đó do mình quên hay cố tình chọc chồng? Ai vậy ảnh á, ảnh rất ghét như vậy. Ảnh giống như là ảnh ấy xong là phải đi xả liền, xong rồi cứ ấy là xả liền. Còn xong ảnh cằn nhằn em, cái em để vậy luôn, xong rồi là cố tình đúng xong không? Xong rồi cái rồi em mới xả, xong rồi là ảnh nói số 8 năm thì bây giờ em đỡ rồi. Cái giờ em được cái là nấu ăn rất là ngon, là nấu được có những cái món liên quan tới luộc với chiên thôi. Có lúc thì em thèm á, em đôi khi em thử vợ em là tài nấu nướng như thế nào, thì em mới kêu là anh ơi em thèm ăn trứng. Thì lúc đi làm về là toàn là trứng luôn. Canh trứng, trứng kho, trứng chiên, trứng luộc. Em ăn mà một tuần một tháng sau là em thấy trứng em sợ luôn, không dám ăn nữa. Làm cho ăn lần cho nhớ luôn á, tại thèm ăn trứng mà, ăn lần cho nhớ luôn. Ăn nhầm rồi. Mà em khui cái tật xấu của chồng em. Tật xấu của chồng em, thật ra thì chồng em ít tật xấu hơn em. Ảnh là thích rất hay chọc ghẹo, thích ghẹo lắm. Biết là con gái mà ai mà không ghen, nhưng mà thích chọc cho em ghen vậy chị. Giống như là em hôm nay á hả, anh đi anh gặp nhỏ đẹp ghê luôn á em. Xong rồi em không ghen kể tiếp. Kể tiếp cho đến lúc em giận cái quay qua đang nỉ kể... Nhây á. Dạ anh nhây lắm chị. Với lại là thêm cái nhờ anh dọn dẹp gì là rất là nhanh luôn. Cực kỳ nhanh luôn. Hồi đợt ở dưới quê là nhà mẹ em buôn bán tạp hóa, bao nhiêu cái gì mà cũ là gom bỏ hết vậy, dục hết. Nhanh là tại vì dục. Dạ đúng rồi. Dục cho rồi đó. Dục xong rồi cái mẹ em kiếm không thấy, mẹ em đi ra thùng rác thấy nằm lại. Cũng biết tiết kiệm quá ha. Với lại là cái này không phải là tật xấu, giống như là niềm đam mê vậy đó chị. Ảnh rất thích hát. Đi đám cưới là ảnh không cần ăn đâu, chỉ mong được lên hát thôi. Dễ thương. Cho hát càng nhiều là ảnh càng vui. Đến phần gọi là mong muốn thay đổi gì với cái người chồng mà gọi là theo em á là ít tật xấu như thế này, vậy em có muốn anh thay đổi gì không? Bạn bè em cũng nói á, Minh nó không có tật xấu gì luôn á. Thì em cũng cảm thấy vậy, chỉ là lâu lâu ảnh nhay nhay với em vậy thôi. Vậy là sao? Là cứ là như thế, anh cứ như thế đi Minh ơi. Anh cứ như vậy đi Minh ơi. Còn Minh thì sao? Thì em chỉ mong muốn vợ em là bớt nóng tính lại, tại tính nóng lắm. Với lại là chịu khó học nấu ăn. Bớt luộc lại. Nhưng mà Minh chị nói nghe nè, bây giờ mà ăn luộc á là thường sách đúng đó. Rồi á chị, không có bệnh vậy. Thiệt luôn á, mà giờ chị chưa tập được luôn á Bin. Trời ơi đừng có nhìn em. Cái chị mà tập được là chị đâu có đến nổi chị vậy. Cứ sau 5 giờ là mình không ăn. Cái ngành nghề của tụi chị khó mà ăn được theo như vậy. Đúng rồi. Lúc mà hai em về sống chung là có thêm một biến cố nữa, là lúc mà hai đứa em đám cưới được 1 năm thì em lại có em bé. Em có em bé, hai đứa rất là trông mong luôn, tại vì hai bên gia đình rất là mong luôn. Nhưng mà nghe tin em có bầu cái là vui mừng lắm, nhưng khi đi siêu âm thì lại là thai ngoài. Ngay đêm đó em là ngay cái đêm em mổ là phải mổ liền đúng dạ, không? Dạ mổ liền. Tại vì cái trường hợp của em là cấp cứu. Bao lâu rồi cưng? Được 6 tháng 7 tháng. 6 tháng như vậy thì cũng có thể thôi, nhưng mà nếu dưỡng thêm đi. Dạ. Bác sĩ nói là 2 năm. Chị cũng thay ngoài nhưng mà sau 1 năm thì chị có bé Bí Ngô á. Dạ. Thôi thì giờ đến việc của anh Bin rồi đó. Anh Bin phải chúc đi, tại vì cả hai gia đình đều mong có cháu rồi. Chúc cho hai vợ chồng em nào cũng yêu thương nhau nè ha. Và trong năm sau là sẽ có tin vui. Dạ, cảm ơn anh. Sẽ chào đón một thiên thần ha. Dạ. Khỏe mạnh nè, đầy đủ nè, đẹp trai hoặc là đẹp gái giống như ba mẹ. Dạ, cảm ơn chị. Rồi, chào em. Dạ. Chào tụi em nha. Dạ. Nghĩ trong đầu, ôi trời sao con bé này nó đẹp quá. Trong anh nó tập tập đi à vào cô ấy không à. Ôi trời, mình nghĩ là làm sao mà hút được này ta. Làm sao mà hút được này ta. Hình như là không có cảm giác, hay là mình mất cảm giác yêu rồi ta. Em cũng sợ không biết là mình như thế nào. Cái cùng sau này gặp bạn này kiểu như là tiến sát ái tình đấy. Rồi thôi. Là tất cả mọi thứ tim mình cứ thích. Wow. Tiếp tục là những lần sau nằm ngủ mơ rồi tay khóc. Ủa sao vậy? Em mơ thấy tối hôm qua đi chơi người yêu cũ. Có lại dặn là đung nói một ngày vậy đó. Rồi quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện đầu tiên của cặp vợ chồng thứ nhất. Xin chào hai bạn. Rồi hai chồng giới thiệu về mình đi. Dạ, lời đầu tiên cho phép em chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và toàn thể quý vị khán giả đang xem đài. Em tên là Quách Tuấn An, em năm nay 35 tuổi và hiện tại công việc của em là MC dẫn chương trình các sự kiện ngoài trời.
nó giống tài cùng tử tên Hồng với một diễn viên một Hồng, siêu sao TVB Hồng Kông. Đây là nghệ danh của em ạ. Còn tên thiệt của em. À, tên thiệt của em là Đỗ Văn An. Ờ, rồi mời em. Dạ, em xin chào anh chị và quý vị đang xem chương trình. Em tên là Xuân Mai, năm nay em 21 tuổi. Hiện tại em đang kinh doanh online và học ngành nghệ thuật ạ. Là học về ngành gì, diễn xuất hay là người mẫu hay là ca sĩ? Dạ, ca sĩ ạ. À. Rồi bây giờ quay ngược thời gian trở lại, lần đầu tiên gặp nhau là ở đâu và ấn tượng gì về nhau? Đợt đó thì trong một cái đêm giao thừa thì em nhận cái chương trình của Phú Quốc. Thì chương trình bắn pháo hoa chào đón mừng xuân. Em thấy bạn ngồi dưới khán giả thì em thấy bạn này xinh xắn quá. Đập vào mắt em cái là nghĩ trong đầu, ôi trời sao con bé này nó đẹp quá. Trong ánh mắt tầm tầm đi vào cô ấy không à. Ôi trời, mình nghĩ là làm sao mà hút được này ta. Làm sao mà hút được này ta. Rất đàn ông nọ. Làm sao mà hút được. Rất đàn ông nha. Rồi, dạ. Thế còn Xuân Mai thì sao? Lúc mà nghe anh giới thiệu là có ấn tượng không? Có thấy thích anh này giới thiệu dạ, không? Dạ có, giống như là yêu từ cái nhìn đầu tiên luôn á cô. Kiểu giống như là ảnh nghía em xong rồi cái em cũng nghía ảnh là xong rồi là kết luôn á cô. Rồi nó nghía nhau. Sau bữa đó luôn á hả? Dạ. Sao hay vậy ta? Tại vì bé Xuân Mai thì nó còn có thể nhìn được nhìn bạn này. Nhưng mà sao mà bao muôn ngàn người như vậy dạ. Mà cái chương trình nó đông lắm chị ơi. Là dạ, dính Xuân Mai. Bạn ngồi chỉ sau ghế đại biểu thôi. Rất là gần với tầm nhìn của mình. Nhưng mà Quách Tấn An nhìn vào đôi mắt ấy, có suy nghĩ là cô ấy cũng thích thích mình không? Thì đó, lâu lâu em để ý rồi em cười cái bạn cười là em nghĩ là chắc con này kết mình rồi. Rồi sau đó làm sao? Chắc chắn phải là Quách Tấn An. Sau đó thì em phải chủ động. Em không thể chủ động được. Thứ nhất là bạn là một người khán giả và mình một người dẫn chương trình ở trên sân khấu. Kết thúc chương trình thì không biết có gặp được bạn hay không. Mà bây giờ mình không còn cách nào mình đi xuống dưới để mình xin số điện thoại bạn được. Thì em có một cái ra hiệu với một bạn kỹ thuật âm thanh đấy đó. Em vẫy bạn lên kêu em giúp anh một cái là em xin số điện thoại bạn này cho anh với. Thì em mới lấy cái điện thoại của em ra. Nghe là em bước xuống tới nơi là em cầm cái điện thoại anh bật cái màn hình lên cho thấy hình của anh trong đó. Thì kêu là anh MC xin số điện thoại của em. Cảm giác Xuân Mai lúc đó là sao? Dạ lúc đó rung lắm cô. Mà nó kiểu như là có dòng điện nó giật trong người mình á. Bây giờ chị hỏi em nè, trong cuộc đời làm MC của em, em gặp nhiều những cái trường hợp như vậy không? Hay là chỉ duy nhất là đối với Xuân Mai thôi? Nhiều lần có những cái cảm xúc như em vậy chưa? Không? Hai đứa đến với nhau cái chương trình mạnh đó chị. Thì đặc biệt là một cái định mạnh nữa là trước khi gặp bạn này nè thì em á là đi làm chương trình rất là nhiều mà cái tính em mà cái tính đoàn viên lúc nào em cũng muốn về với gia đình á. Trong tư duy em nghĩ là mẹ sống với mình có bao lâu đâu thì bao nhiêu cái Tết nó bắt buộc mình phải về quê mình chơi với mẹ. Nhưng mà cái đợt đó thì em bị thất tình. Em có quen một cô kia thì 8 năm cũng tính cưới nhưng mà đứt đoạn. Đau buồn quá không còn cách nào nữa. Cái hôm đó gần Tết rồi thì em mới điện cho ba nuôi của em, MC La Thời Phi. Ba ơi, con buồn quá Tết thì cho con đi làm chương trình ở Tết đi ở đâu đó đi. Thì ba kêu bảo là hiện tại có một chương trình ở Phú Quốc thì đợt đó thì đi ra thì gặp đúng cô này. Chị cảm tưởng là sau khi em đã gặp bạn này á là đêm đó là coi như em bớt đi cái nỗi buồn kia liền á. Dạ, bớt đi nỗi buồn liền. Là buồn luôn đó. Đúng thiệt, trước đó thì em có tìm hiểu một số là bạn nào đó cũng rất là xinh đẹp. Nhưng mà em nghĩ hình như là không có cảm giác hay là mình mất cảm giác yêu rồi ta. Em cũng sợ không biết là mình như thế nào. Cái cùng sau này gặp bạn này kiểu như là tiến sát ái tình đấy. Rồi thôi. Là tất cả mọi thứ tim mình cứ thích. Rồi bây giờ tôi tò mò muốn biết là cái cô gái này nè, sau khi mà nó cho số điện thoại rồi đó, và khi mà biết được anh ấy lớn hơn mình nhiều tuổi thì lúc đó như thế nào? Cái gu của em cũng là người lớn tuổi, em không có quan trọng tuổi tác. Dạ, miễn là thương em, biết chăm sóc cho em là được. Dạ. Nhưng mà lúc đó là con bao nhiêu tuổi? Dạ lúc đó là con đang đi học 12 ạ, 18 tuổi. 18 tuổi, Sau đó con với ảnh vẫn giữ liên lạc nhau thì ảnh lên Sài Gòn. Còn con thì về Rạch Giá học. Thì Rạch Giá là quê của ba con. Mỗi tuần là ảnh chạy xuống thăm con một lần. Rồi vậy là xuống Rạch Giá là cứ liên tục vậy đó. Dạ. Em có nghĩ là không biết vì sao mà cái sức mạnh nó lại mãnh liệt đến như vậy. Là tình yêu đó. Chỉ những ngày chủ nhật em không thể xuống thăm được. Vì chủ nhật là bạn này không đi ra ngoài, ra ngoài sợ ba mẹ la và đi chơi là biết là sợ đi ăn đòn. Nên là em chỉ xuống những ngày mà trong tuần thôi. Những ngày đó là em xuống là bạn cấp tiết học, bạn đi chợ về. Đó. Tức là bây giờ là ông bà và vợ mới biết. Lúc đó còn chưa biết luôn. Nhưng mà đến chương trình này bây giờ ông bà và vợ biết nè. Hát xong là biết nè. Tụi em yêu xa như vậy là bao lâu? Tầm một năm em ha. Một năm? Đúng một năm. Bạn ấy vừa tốt nghiệp lớp 12 xong á thì bắt đầu lên Sài Gòn ở với mẹ ở trên đây. Nhưng mà sau đó thì hai đứa có sống thử chung không? Với nhau. Hai đứa có sống thử Dạ, có hai đứa kiểu như là yêu nhau quá, kiểu như là không muốn thể rời xa nhau nữa thì xin ba mẹ hai bên là xin phép cho tụi em được cưới.
Và sau đó thì xin phép xong được á, thì lên Sài Gòn thì mới cho em xuống chung. Ở dưới quê á, khi mà có con gái mới lớn mà nhất là có con gái xinh đẹp gì nữa, ba mẹ rất là lo hay giữ gìn á. Khi mà ba mẹ biết á là Sương Mai quen với Quách Tấn An, một cái người mà làm trong showbiz vậy nữa, thì có lo sợ không? Dạ thì lúc đầu gia đình ngăn cấm, em cũng hé hé thôi chứ em cũng không cho biết hết. Dạ thì em cũng nói là con quen anh này vậy 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 đó, con cho coi hình vậy đó chứ con cũng không có cho biết hết. Thì sau này tìm hiểu ảnh thì gia đình không có ai ngăn cấm nữa. Ba con là nhiêu tuổi rồi? Dạ ba con năm nay 42 tuổi. Ủa vậy là lớn hơn Quách Tấn An? Ba vợ con lớn hơn con 7 tuổi, mẹ vợ lớn hơn 5 tuổi. Lúc sinh hôn là phụ huynh ta rồi, hỏi sao ta? Thì lúc đầu cũng xưng bằng cô chú, nhưng mà em nghĩ là ở dưới quê thì họ chú ta làm ăn chứ không có ăn gì như người mình, thì nhưng nói chung là em cũng không nghĩ là họ trẻ đến như vậy á. Nghĩ là ít tuổi như vậy đúng không? Em nghĩ là ít tuổi như vậy lúc mà khi biết rồi. Ôi trời ơi, sao chỉ bằng tuổi bạn bè mình giống vậy. Rồi anh là MC, anh là người ăn nói, cái buổi cầu hôn nó có lãng mạn hay không? Bất chợt thôi, xin ba mẹ được dẫn em đi Đà Lạt này kia, tôi xin không biết là trong cái tư thế là biết có cho hay không. Sợ là không đồng ý thì không đi. Cuối cùng là khi đồng ý cái là hai đứa là bất chợt là lên xe phi đi luôn. Thì lên tới nơi thì cũng đơn giản thôi. Thì nói là em có đồng ý làm vợ anh không? Vậy dạ. Chịu liền không? Dạ chịu liền ạ. Khoái lắm cô. Khoái lắm hả? Đợi luôn. Đợi cái gì đó hả? Biết bao lâu rồi đúng không? Đúng không? Rồi xong rồi tối hôm đó rồi ở Đà Lạt á, rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới đúng không? Dạ đem đó. Lúc đầu con cũng sợ cô. Rồi hai đứa là cưới nhau bao lâu rồi? 2 năm ngày cưới. Dạ. Rồi giờ có mấy bé rồi? Dạ có một bé ạ. Đó. Bé trai. Nhưng mà là trước đám cưới thì là có suôn sẻ không? Đám cưới thì có nhiều cái không suôn sẻ xảy ra với mình. Cái đầu tiên á là chỉ còn cách 2 ngày nữa là tới vô tiệc chính cưới rồi. Bắt đầu bùng dịch. Do dịch bắt đầu mình phải ngưng. Rồi lần thứ hai thì sao? Cái lần đó thì xin cưới rồi, nhưng mà em muốn hoãn cái đám cưới là không muốn ở bằng này nữa. Ủa tại sao vậy? Thì bằng này bạn ghen quá. Sau khi ở chung với nhau thì thấy bạn này bạn ghen quá ghen luôn. Mà ghen với ai? Ghen với khán giả hay là ghen với những cái cô nàng trên Facebook? Ai em cũng ghen. Mà có nhiều khán giả họ mến mộ mình. Rồi chụp hình xong cái liếc à em điệu này nha, con này chết em nha. Em nói rất nhiều lần cái trời ơi, người ta mến mộ mình thì người ta mới chụp hình mình chứ sao em cứ điệu người ta hoài. Em thấy khó chịu quá. Cái nhiều nhất á là bạn lại ghen với người yêu cũ của em. Ủa nhưng mà mắc mới rồi ghen. Tức là quen rất là vô lý. Em xài cái điện thoại iPhone, tất cả những hình ảnh khi quen con này á thì em đã xóa hết trơn rồi. Nhưng mà lâu lâu mình đăng nhập iCloud vậy á, một số hình nó sẽ lưu về, mà trong cái đó em là một người khi em chụp hình hoặc là tất cả gì đó em không bao giờ em coi lại điện thoại của em. Nhưng mà cô ấy thì cứ lướt lâu lâu cầm thoại lướt thấy là về buồn khóc tối khóc. Ủa em có chuyện gì em không? Ủa sao buồn khóc vậy? Tự nhiên anh quen người ta mà anh còn giữ hình ảnh như vậy như thế này thế kia, nó rất là vô lý. Em nói nhiều bạn này lắm, kêu là hiện tại nếu như anh mà có liên lạc với bạn cũ á thì em hãy nói. Còn đường này Facebook em có mật khẩu Zalo, có mật khẩu lâu lâu anh đang bận cái gì đó thì em cầm điện thoại em nói em ơi coi điện thoại giùm anh cái, hoặc nhìn ai nhắn tin anh hoàn toàn rõ ràng với em. Cuối cùng mà cứ vậy hoài. Tiếp tục là những lần sau nằm ngủ mơ rồi tay khóc. Ủa sao vậy? Em mơ thấy tối hôm qua anh đi chơi người yêu cũ. Có lại dặn là đung nói một ngày gì đó. Khó chịu lắm luôn. Khó chịu, em đã nói hết lời rồi. Cái lần đó là em từ hôn luôn. Em chịu không nổi nữa rồi. Cái đêm đó là em mới tắt nguồn hết điện thoại em bỏ đi. Thì ở nhà con này 3-4 giờ sáng á, cùng với mấy đứa bạn trong nhà của em á, đi vòng vòng qua thuốc bên quận 7 này kiếm vòng ngoài đường á. Ôi nghe thấy thương quá. Thì em qua em nói với em mẹ vợ cho con hoãn cái đám cưới này lại để cho bạn lớn chút. Thì mẹ mới nói quá trời quá đất, thì kêu là giờ suy nghĩ cho kỹ đi, bây giờ con đã xuống nhà xin ngày cưới rồi mà bên nội bên ngoại đã mời đám cưới mời hết và hai đứa làm sao cố gắng sắp xếp đi rồi để mẹ dạy bảo nó từ từ. Thì em nói lại từ ngày bắt đầu bạn nó hiểu ra. Trong cái thời gian mà anh quyết định từ hôn vậy thì con nói về cái tâm trạng con cái thời điểm đó như thế nào? Trời con khóc quá trời khóc luôn cô ơi, con không ăn không uống gì trời. Con có thấy là lỗi của mình không? Con biết lỗi của con. Tại vì một phần á là con thương ảnh quá. Kiểu giống như là không có ảnh con sống không được á cô. Ảnh mà đi tỉnh á, mỗi lần đi là 7-8 ngày là con nói cô là không có ảnh là con thức trắng. Đêm nào con thức trắng á, con ngủ không được. Tới hiện tại bây giờ cũng vậy luôn á cô. Bây giờ là con cảm thấy là mình đã thay đổi được, mình đã lớn lên được chưa? Dạ, con có còn thay đổi. Còn ghen nữa không? Dạ, có ghen nhưng mà ít. Anh có cái tật xấu gì mà khi mà con đó. Về con làm vợ ảnh á? Đó, mà... bây giờ tiết mục khui tật xấu.
Dạ, tật xấu thì có một cái duy nhất là hay đánh gấm. Đó là người ruột tốt đó con. Đúng á. Còn dạ, cái nào nữa không? Dạ không, không có một tính xấu gì hết á chú. Phải không? Dạ. Trời ơi bà... Như vậy là mong muốn thay đổi gì nè? Thay đổi thì con không có mong muốn gì hơn. Cứ tại đánh gấm vì... đi. Dạ. Dạ. Tại vì con thấy cuộc sống hiện tại của con rất là ổn, rất là hạnh phúc. Tời hoặc tân hèn. Con tật xấu nhiều lắm. Bạn này thì có cái tính, bạn nó không có kiên định về bất cứ công việc nào mà nói tới khóc rồi đó. khóc nhè hoặc là không kiên trì nè. Khóc nhè nè đó. Xong xuôi thì bạn của sao khóc thì em thích khóc vậy đó. Ở Nga quá có nạt chồng không? Có luôn, đôi khi bạn bè em rất là nhiều đó, nguyên một bàn dù một tiệc hoặc là mọi người tới chơi em nói gì không vừa lòng là bạn ra mặt bắn nạt em luôn á. Em mong muốn vợ em thay đổi điều gì nhất? Em mong muốn vợ em á là thay đổi rất là nhiều thứ. Cái công việc của em là em phải kiên định một chút, bớt nạt nộ lại và hãy luôn luôn lắng nghe chút xíu. Còn đợt này em chỉ muốn anh luôn chiều em, còn trước mặt bạn bè anh thì em không có chăm sóc anh như thế này thế kia thì chắc chắn là anh rất là buồn. Anh nói em rất là nhiều lần, mong em sửa một chút. Hiểu cái điều anh muốn chưa? Con hứa với anh đi. Thôi em hứa. Thì em hứa với anh là em sẽ cố gắng hơn nữa trong công việc và không bắt nạt anh nữa. Sau này con cũng là người của công chúng mà, đúng không? Thì lúc nào cũng vậy, phải hết sức tế nhị. Khi mà người ta thấy con tôn trọng chồng mình thì có nghĩa là người ta cũng tự giác người ta phải tôn trọng chồng đúng con. Rồi. Đúng rồi. Đó, cho nên con phải như vậy mới được. Rồi. Rồi, xin cảm ơn hai vợ chồng. Ở bên đó là sống chung với nhau rồi, về đây nó cũng dịch khoảng chừng 1-2 tháng gì đó là con phải ở chung nhà với ảnh, xong rồi cái thói quen rồi, cái bây giờ kêu tách ra thì khó chịu nên ảnh có xin bố mẹ cho con tới ở chung với ảnh luôn. Xong rồi cái về Việt Nam cái ảnh suy nghĩ sao anh không chịu nữa, ảnh kêu là thôi vậy thiệt thòi cho em. Tại ảnh không có cầu hôn gì đàng hoàng hết, con mới nói là mấy cái đó hình thức thôi không quan trọng. Xong rồi cái anh từ chối. Trong khách sạn cái ảnh tức giận, ảnh kêu là em học bài giả tạo. Em học bài giả tạo. Tại sao em lại như vậy? Con không hiểu gì hết. Mình tại sao lại mắt hay là mở mắt? Lúc đó anh đang mở mắt luôn. Lúc đó anh tỉnh rồi. Tại sao lại nói em vậy? Xong rồi anh nằm mơ anh thấy tụi mình cãi lộn. Vậy là ghen trong mơ rồi. Xong rồi dạ, xong rồi nguyên một đêm ngủ không có ôm con luôn. Tại sao Paulo lại chọn Kỳ Duyên? It's not about choose. We start dating and I start to liking her more and more. And like, of course, I had a good impression, first impression. That was a good thing. But in that day, she avoided me. And I even think she was interested in my friend. So I told my friend, hey, you should talk to this girl. But he didn't. And then 1 week later, I talked to her and we started having a couple of dates, going for coffee. And then from that time, after 4 dates, I chose her. I see she was a good person to be with me. I like her family, I like her style, attitude, talk. That's why I chose her. Sau bao lâu tụi con chính thức là yêu nhau, từ cái hôm mà gặp nhau ở bowling? Dạ, từ lúc bowling cái ngày mới lần đầu gặp lại thì 2 tuần sau tụi con có đi chơi. 2 tuần sau đó nữa là chính thức hẹn hò. Coi như là 1 tháng đó. Vỏn vẹn 1 tháng đó. Tụi con hẹn hò nhau bao lâu rồi? Tháng 6 này là được 3 năm rồi. Wow. Dạ, cưới nhau được một... Gonna be 1 year and a half. 1 năm rưỡi. Hello. The first kiss with her, where? Where? Do you remember? Yeah, I do. It was when I drove her back home. From a coffee and a movie. And then I stopped nearby her parents' house, but like 1 kilometer earlier. And then we talking and then I asked if I could kiss her. And then we had the first kiss. It was one month later. That, the feeling, your kiss, how do you feel? I think if I should do earlier, first day, second date, but it was actually perfect. I wait a little bit more because I got to know she was a good girl, good person. And the feeling was awesome. And then I drive back home, I was smiling the whole time. Yeah. Còn con thì sao? Con cũng vậy, con xong cái vô nhà cái con cũng cười quá trời cười luôn. Mẹ con cùng sao mày cười hoài vậy? Nó có nói đâu, con cũng chỉ cười thôi. Rồi sau đó là hai đứa coi là có sống thử với nhau trước khi đám cưới không? Dạ có, tụi con sống với nhau khoảng chừng 8 tháng. Là tụi con cưới nhau. Gia đình con như thế nào? Dạ lúc đầu thì bố mẹ cũng không chịu. Cũng cũng hay kêu con đi về nhà, nhưng mà tại tụi con đi Brazil về, ở bên đó là sống chung với nhau rồi. Về đây nó cũng dịch khoảng chừng 1-2 tháng gì đó là con phải ở chung nhà với ảnh, xong rồi cái thói quen rồi, cái bây giờ kêu tách ra thì khó chịu nên ảnh có xin bố mẹ cho con tới ở chung với ảnh luôn. Rồi bố mẹ mới đồng ý. Cái đợt đó là con về Brazil để mà gặp gia đình của Paulo.
Dạ. Rồi bố mẹ của Paulo làm sao? Bố mẹ Paulo rất là hiền, dễ thương. Nói chung là con cũng không nói chuyện được gì nhiều với lại bố mẹ của Paulo. Tại bố mẹ Paulo không nói tiếng Anh, cho nên là con không nói chuyện được nhiều. Nhưng mà họ rất là quý con. Nói chung là bố mẹ rất là hiền. Khi mà lần đầu tiên đưa bạn gái về, bố mẹ của Paulo có nhận xét gì về bạn cô bạn gái này? The first day when we came, when we fly to Brazil, she go to my parents' house with pink hair, was a little bit pink. Yes. They kind of didn't like that much, but the rest, they like it. They like it that she's not so big girl, small girl, good size for me. Cute, she smile, she offer help for them, what she could do, maybe cooking or something like that, and so they love it. Bạn này cầu hôn em có lãng mạn không? Dạ không, con cầu hôn bao lâu chứ? Con cầu hôn bao lâu chứ? Thì không? It's a funny story. Tại vì cái đợt đó là, ở bên đó là dịch nổ ra, mới lo sợ về cái vấn đề visa này kia. Và con cũng muốn là Paulo không có phải lo về visa tourist nữa. Khi mà nếu mà cưới thì sẽ có cái thẻ định cư. Lúc đó ở trên biển thì con mới nói là hay là mình cưới đi, rồi anh sẽ có cái thẻ định cư, không còn phải lo về mấy cái vấn đề visa nữa. Con thấy nó mất tiền, nó rất là đắt. Nhưng mà anh kêu ok. Xong rồi cái về Việt Nam, cái anh suy nghĩ sao, anh không chịu nữa. Anh kêu là thôi vậy thiệt thòi cho em. Mẹ anh không có cầu hôn gì đẹp quen hết. Con mới nói là mấy cái đó hình thức thôi, không quan trọng. Xong rồi cái em từ chối, thời gian sau nữa cái lại nói lại thôi mình cưới. Cho nên là con nó vậy, nó là một cái màn cầu hôn đó. Dạ, không có gì, không có gì đặc biệt. Chú nghĩ nó nghe là Paulo phải lãng mạn và cầu hôn. Dạ, Paulo không lãng mạn. Many Brazilian men, they are very romantic. I was shy. Start living alone when I travel, I start to be less shy, but with friends, with girls, I still shy and it's a bit hard to be romantic. Sometimes I try, but it's simple. But mainly Brazilian people, the men try to be more romantic. Lãng mạn nhất của anh là chỉ có những ngày lễ đi về với một bó hoa. Ồ, vậy là được rồi. Dạ. Nhưng mà con sống với một người nước ngoài á, lúc mà tụi con yêu nhau rồi sau đó là ngay cái thời điểm mà dịch luôn đúng không? Dạ. Bùng dịch luôn, cả thế giới quốc gia nào cũng bị ảnh hưởng hết trơn á. Dạ. Về công việc, về tất cả mọi thứ thì cái thời điểm đó tụi con có những cái mà giận hờn hay là căng thẳng stress về cái công việc của mình không? Đợt đầu dịch tụi con vẫn ổn. Xong rồi đợt dịch thứ hai mới là thật sự là một cú sốc rất là lớn. Công việc thì không có thu nhập trong vòng 4 tháng trời luôn. Thì cái đó nó cũng ảnh hưởng tụi con. Nhưng mà tụi con thường không có cãi nhau về vấn đề tiền bạc nhiều, không có cãi về cái vấn đề áp lực, mà chỉ cãi nhau về những cái lặt vặt li ti ở trong nhà thôi. Với lại cái thời điểm đó là cái thời điểm Paulo rơi vào trầm cảm. Những cái gì mà nó nhỏ nhặt nhất, Paulo cũng rất là dễ nóng giận, cho nên là cãi nhau. Sau đó thì con mới thấy là Paulo bị như vậy, cho nên là những cái chuyện nhỏ đó thì con thôi cũng nhịn, con không có cãi lại làm cái gì hết. Và tụi con vượt qua cái thời điểm đó là mấy tháng? Cái đợt đầu dịch đó thì Paulo cũng bị nhẹ nhẹ thôi. Xong rồi đợt dịch thứ hai mới bị nặng, chắc cũng phải 2 năm á. Ủa gì hả? Dạ. Cái đợt thứ hai là bao lâu? Tầm 8 tháng đó thì em mới hiểu cái điều đó. Sau đó thì là có một cái đám cưới là hoành tráng không? Dạ, tụi em chưa làm đám cưới. Tụi em mới đăng ký kết hôn rồi đúng không? Tụi em muốn đợi bố mẹ Paulo năm nay về, tụi em tổ chức đám cưới. Có dự kiến chưa? Cuối năm ạ. Vậy là khi mà hai đứa bắt đầu sống thử với nhau, có lòi ra tật xấu gì không? Dạ, tật xấu là cực kỳ nóng tính, sau dịch thì còn nóng tính hơn nữa. Wow. Dạ, nóng tính với có cái là hay nặng mụn. Nặng mụn ai? Dạ, nặng mụn của chính mình. Có nặng mụn con không? Dạ không. Tắm xong thì thì thôi đi ta lau khô người đi ra đi không nhìn vô gương. Xong rồi á là thấy một đống luôn, xong rồi nặng một hồi là quên. Xong rồi cái lúc mà nhận ra thì là mình đã đầy bất thư trên mặt là sao. Xong rồi buồn trầm tư, xong rồi cứ ngồi suy nghĩ và... dạ đúng rồi đó. Nhưng bây giờ cải thiện, giống như là hồi đó bị trầm cảm cũng một phần là do việc nặng mụn. Có ghen không? Trời ơi ghen lắm. Nếu mà đi bình thường, đàn ông con trai người ta nhìn, ví dụ nhìn liếc nhìn sơ thì không sao. Nhưng mà nếu mà nhìn trực diện vô con luôn á, để ý thì anh sẽ lại nói chuyện với người đó. Là sao nhìn vợ tao vậy? Là kiểu vậy đó. So beautiful, I have to be jealous. Có gì nữa nè? Ngủ hay bị mộng du á, qua chú. Có một cái hôm mà con kiểu buồn và bị sốc luôn á, là tại vì là hôm đó tụi con đang ở Đà Nẵng. Trong khách sạn cái anh tức giận, anh kêu là em học bài giả tạo. Em học bài giả tạo. Tại sao em lại như vậy? Con không hiểu gì hết. Mắt, tại sao lại mắt hay là mở mắt? Lúc đó anh đang mở mắt luôn. Lúc đó anh tỉnh rồi. Tại sao lại nói em vậy?
sớm cơ. Anh nằm mơ anh thấy tụi mình cãi lộn. Vậy là ghen trong mơ rồi. Xong rồi dạ, xong rồi nguyên một đêm ngủ không có ôm con luôn. Thật tới nỗi mà anh không biết được đâu là thật đâu là giả. Xong rồi ngày hôm sau thì anh xin lỗi, anh mới nhận ra nó là mơ. Con đang nằm ngủ, anh kêu là anh thấy người đó đang nhìn tụi mình. Xong rồi cứ chỉ độ con sợ lắm. Sợ sao không sợ? Má. Có đi tới đi lui không? Dạ có, trời ơi. Dậy xong rồi cái là đi vòng quanh nhà luôn. Anh thấy họ, anh thấy họ. Tôi quay lại hỏi là em có biết những cái người mà hay dòng ngó nhà của người khác không? Con nói là biết, họ đang ở đây nè. Xong rồi quay lại ngủ, sáng sáng ngày hôm sau hỏi lại không nhớ. Không biết gì đâu, đúng là đang ngủ mà. Nói là bao lâu có một cái nỗi sợ là sợ bị ai đó vô nhà cướp đồ. Cho nên là lúc nào cũng mơ hay có trộm cướp vô nhà chứ nó rất là sợ. Bây giờ con mong Paolo thay đổi điều gì không? Con chỉ mong có một cái là bớt nóng tính lại thôi. Yeah. I just hope you let calm down more. Let jealous. Bây giờ tới Paolo đó. He loves to watch Chinese and Korean TV shows and every day. Còn có gì nữa? Nothing else. Yeah. Cooking. She learned to cook when we start dating and live together so because of me. She couldn't cook and she learned and she do good. Con nấu thì anh cũng khá ngon chứ. Thì con cũng nghĩ là con nấu cũng ok tại vì con tự coi, tự học, tự nấu cho nên là ảnh không có cái complain về điều đó đâu. Did you want her change more? No, she did already. I'm happy with her change. Yes. Quá trời là sung sướng. Ủa nhưng mà tụi con là đã có em bé chưa? Thì con có hai bé. Ủa hai bé là hả? Dạ, một bé trai, một bé gái. Bé cún phải không? Bé cún phải không? Dạ. Một bé mèo. You want to have baby? I want, yes. But if I already have my babies now. This year or next year? I think 2 or 3 years later. Con cũng muốn là ảnh, cái tâm của ảnh nó vững hơn một chút xíu thì mình mới nên có em bé. Nhưng bây giờ con thấy ảnh hơi nóng tính quá, thấy chưa có sẵn sàng. Cô nghĩ là về nè, lúc nào mà rảnh rảnh hai đứa về Brazil hoặc là ở đây con tìm một cái bác sĩ mà về cái bệnh mũ mộng du á, mình có thể trị được. Cho bác sĩ họ tư vấn xem mình cải thiện cái tình trạng nó như thế nào. Anh lúc nào anh cũng phải hoạt động á. Khi mà anh mộng du là anh vẫn phải hoạt động trong giấc ngủ đó. Thành ra cái thần kinh của anh nó lúc nào nó bị căng thẳng, nó mới dịu. Cho nên là anh bị nóng tính đó. Theo cô nghĩ là như vậy, thành ra con cho anh gặp bác sĩ để mà giống như mình có những cái thuốc. Nó không còn cái tình trạng mộng du trong giấc ngủ nữa. Nghe rồi. Cảm ơn chị Duyên. Cảm ơn Paolo đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Chúc rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau. Dạ. Dụ một lúc là cũng chịu thôi. Một lúc gì hẳn hơn 2 tiếng mới chịu. Ừ, bực mình chịu cho rồi. Ông cuối cùng một mạch đến gần sáng luôn. Sáng luôn. Vợ không cho ngủ. Không cho ngủ luôn. Không cho ngủ luôn. Vấn đề là dâu ấy ạ. Rất là lười cạo, em không biết tại sao mà anh ấy lại lười cạo đến thế. Dài mà còn hơn cả bố vợ luôn ấy ạ. Rồi quý vị dành một tràng pháo tay cùng đón chào cặp đôi thứ hai. Xin chào hai em. Dạ em chào anh chị ạ. Chắc có lẽ là hai em ở Hà Nội mới vào đúng không? Dạ đúng rồi, em ngoài Bắc. Vợ chồng em vào đây được 2 ngày ạ. Vâng. Đi một quãng đường xa như vậy rồi tham gia chương trình Vợ Chồng Son nữa thì những người làm chương trình như tụi anh rất cảm thấy là hạnh phúc và cảm ơn vợ chồng em. Dạ vâng, vâng, vâng. Mà tụi em ở nơi nào? Vợ chồng em ở Tuyên Quang ạ. Trời ơi, ở Túc Tuyên Quang lận á hả? Vâng. Bây giờ mời hai em giới thiệu về mình. Em chào anh Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân ạ. Chào tất cả các quý vị khán giả. Em là Lê Quang Hải, em đến từ Tuyên Quang. Năm nay em 31 tuổi, đang kinh doanh một sạp điện thoại nhỏ nhỏ thôi. Còn và em? Lời đầu tiên thì cho em xin phép gửi lời chào đến anh Quốc Thuận ạ, đến chị Hồng Vân và toàn thể khán giả đang theo dõi chương trình Vợ Chồng Son ạ. Em tên là Nguyễn Huyền Trang, năm nay em 20 tuổi ạ và đến từ Tuyên Quang ạ. Trời, có 20 thôi hả? 31. Gần một giáp đúng không? Gần một tuổi nữa là con giáp rồi đó. Lần đầu tiên em gặp cô gái này như thế nào? Lần đầu tiên em gặp vợ em thì ấn tượng đầu tiên là vợ em có cái răng khểnh rất là duyên. Lần đầu tiên là em đang làm ở cái cửa hàng mà gần như là đối diện mà lúc đó anh ấy đang chuẩn bị mở ấy. Rồi bằng cách nào mà hai bạn lại quen nhau? Thì em có kinh doanh thêm cái mảng là em in hình miếng dán điện thoại ấy. Hôm đấy là em cũng có chủ động là mình vào các cái Facebook của vợ em comment dạo thôi. Xong rồi vợ em thì bắt đầu in bảo là anh ơi inbox em nhờ chút. Và vợ em có đặt của em một cái miếng dán in hình. Dần dần là cứ đưa đẩy câu chuyện mà hôm đấy nói chung là nói chuyện cũng lâu lắm. Tiếng không? Bắt đầu từ lúc 2 giờ đến khuya luôn. Thiết nói khuya luôn. Nói kinh hoàng thế. Nói rất là nhiều đề tài trên trời dưới biển. Đấy là lần đầu tiên mà cảm giác nói chuyện với nhau như kiểu là từ lâu lắm rồi ạ. Lần đầu tiên nói chuyện mà cảm giác là hai đứa rất là hợp nhau ấy. Mà nói kiểu đó chắc nghi chắc đọc chết. Chuyện cho nghe quá, đọc chuyện 1001 đêm đó, đúng không? Đó. Rồi.
Rồi kể từ đó là đến khi mà các em quen nhau á, là bao lâu? Đến ngày thứ hai bắt đầu nói chuyện là anh ấy đã bắt đầu đưa đón em rồi. Tức là hai người đi hai xe riêng ấy. Cứ như vậy thì khoảng một tháng sau thì chính thức là tỏ tình với em ạ. Anh tỏ tình kiểu gì? Lãng mạn không? Hay là đặt thẳng vấn đề? Đánh nhanh đánh gọn? Cũng khá là lãng mạn ạ. Anh ấy có nhắn tin cho em là đi ra cái chỗ quảng trường đi, anh muốn gặp em một lát. Đi đến thì anh ấy ôm một bó hoa hồng rất là lớn và một hộp quà. Đó anh ấy có nói là anh yêu em, làm bạn gái anh nhé. Đó thì em vẫn chưa đồng ý ạ. Nhưng mà lúc cái cảm giác em sao, em có bị hụt hẫng không? Có hơi hụt hẫng một chút. Nhưng mà thực ra là mình cũng đã lắm được một phần nào đó tình cảm của đối phương với mình rồi. Bưng cả một bó hoa, một quà to như thế mà nó không đồng ý mình thì có mơ. Lúc mà em biết tuổi chồng em lớn hơn em vậy thì em nghĩ sao? Nói chung là cũng phải suy nghĩ rất là nhiều đấy ạ. Khi mà đã quyết định mà yêu anh này thì em phải suy nghĩ lâu. Tại vì là đã quyết định yêu thì mình phải gọi là cưới. Tại vì anh ấy cũng khá là nhiều tuổi rồi. Không muốn làm anh ấy mất thời gian dành cho mình. Hỏi ý kiến rất là nhiều người, từ bố mẹ, người thân, bạn bè này. Cô dì, chú bác của em thì đều biết hết anh ấy. Vì là cũng gần tuổi ạ. Quen đến lúc cưới là vợ chồng em được 10 tháng. Khi bắt đầu tìm hiểu cô bé này thì em cũng phải hỏi qua mọi người ở nhà để xem là gia đình cô bé này thế nào, tính cách như thế nào. Thì em mới quyết định là đầu tư thời gian rồi. Thời gian ông ngắn quá, ông đầu tư gì ông ơi. Trong gần 10 tháng đó, cổ giận em bao nhiêu lần em còn nhớ không? Giận đúng một lần thôi. Hôm đấy em cũng không hiểu em đang kể chuyện gì nhá. Thì không, tự nhiên cô ấy bảo là phải kể luôn. Em bảo là gặp em mới kể. Theo cô ấy giận luôn. Bảo là anh đang có chuyện này hay lắm, muốn kể với em. Để bao giờ em đi làm về thì gặp em thì anh sẽ kể với em sau. Thì lúc đó em rất là tò mò nữa. Mò mình muốn biết luôn. Bảo anh nói một xíu thôi, nói chủ đề thôi. Để cho em đỡ tò mò đi, anh ấy cũng không nói. Thế là đến lúc anh ấy mới đưa em về thì em lên nhà em giận. Anh ấy bảo chứ, thế bây giờ em xuống cổng đi, anh kể cho. Em giận không xuống. Nếu như mà em mà không xuống ấy, anh sẽ ở đây đợi khi nào em xuống thôi. Đến sáng thì thôi. Được khoảng 2-30 phút sau thì em lại thấy anh ấy nổ xe anh ấy đi về. Chó sủa rất là nhiều. Về thì anh ấy nhắn tin cho em thì em mới hỏi là tại sao anh lại lừa dối em. Anh bảo em là anh đứng ở đấy anh đợi em cơ mà, đợi đến sáng cơ mà. Anh bảo thì lúc đấy điện thoại anh nó hết pin rồi ấy. Anh có đứng ở đấy thì em có biết đâu. Thì anh phải chạy về nhà sạc điện thoại. Từ trong cái khoảng thời gian mà các bạn quen nhau cho đến cưới đó, hai bạn có hay đi chơi xa không? Có, hôm đấy là đi ăn cưới. Ăn cưới một người bạn ở cách nhà khoảng độ hơn 50 cây đấy. Hôm đấy phải vào lấy hết can đảm và xin phép để cho đi qua đêm đấy. Xin bố mẹ của bạn gái. Đúng rồi, phải đến xin phép ạ. Đêm đó là ngủ ở tại đám cưới. Để cho người ta từ ta kể cái gì. Tức là xin thì tức là bảo là đi thì em sẽ ngủ với bạn em. Lúc đó là đi đông lắm, chứ không phải là nguyên hai vợ chồng nhưng mà vẫn đánh lẻ được. Bán lẻ đi đâu? Hôm đấy là lần đầu tiên ạ. Tức là em được có cơ hội gần gũi với em đấy. Nó có một chút riêng tư đấy. Cả hai cũng rượu chè một chút vào rồi. Trong người cũng có một tí cồn rồi. Mình tự tin hơn. Đưa vợ mình ra khách sạn. Cô ấy có chịu không? Dụ một lúc là cũng chịu rồi. Một lúc gì hẳn hơn 2 tiếng mới chịu. Bực mình chịu cho rồi. Ông cuối cùng một mạch là đến gần sáng luôn. Sáng luôn? Vợ không cho ngủ. Không cho ngủ luôn, không cho ngủ luôn. Lúc đó em có sợ không em? Đấy thì cũng không ạ. Tại vì có ăn dặm ngõ rồi, cũng có các thủ tục rồi ạ. Cũng coi như là vợ rồi, cũng coi như là vợ rồi. Thì là lúc đó mình cũng không sợ lắm. Rồi sau đó bao lâu thì tụi em mới cưới? Từ lúc mà bọn em bắt đầu chính thức là yêu ấy, khoảng một tuần sau là dặm ngõ. 3 tháng sau là ăn hỏi, 3 tháng sau là cưới ạ. Em có em bé chưa ta? Chưa hả? Dạ. Vợ chồng em lúc mà cưới được 6 tháng ấy ạ, cũng rất là mong có em bé rồi. Không may lại là trưởng ngoài ạ. Thật có thai ngoài đúng không? Có thai ngoài. Đến hôm đấy thì cũng không biết là mình có, tự dưng lại thấy rất là đau bụng. Lúc đó lại còn ở nhà một mình nữa, không cầm điện thoại ở trên tay mà chỉ cần bước đi thôi là nó rất là đau. Được khoảng 15 phút sau thì chồng em về ạ. Chồng em mới gọi mẹ chồng em về ạ, hỏi xem đưa em đi khám thì mới biết là bị trưởng ngoài nhé. Mà lại phải phá bỏ đi thì nó rất là đau lòng. Chị biết cái cảm giác đó là tại vì trước bé Bí Ngô là chị thai ngoài luôn. Đó, cho nên rằng cứ yên tâm. Cái vụ mà thai ngoài là mấy tháng? Được 6 tháng rồi ạ. Khoan vội, tại vì là em phải để cho nó dưỡng cái vòi ấy.
cái vòi của mình đó, nó phải lành hẳn luôn, nó khỏe hẳn luôn đó, rồi mình thì mình hãy có chứ đừng có gấp quá. Đúng, bác sĩ cũng có dặn đó, ít nhất là phải 6 tháng sau. Rồi bây giờ chúng ta quay trở lại với cái phần mà hấp dẫn nhất của chương trình, đó chính là đại hội vạch mặt nha. Đó thôi, giờ anh ưu tiên cho em trước đó, trong một năm qua anh ấy có tật xấu, tật xấu gì? Rất là nhiều tật xấu luôn ý ạ. Đầu tiên là về ngoại hình đi, chồng em trước lúc cưới thì cũng rất gì và này nọ đấy ạ. Rất là chỉnh chu. Sau khi cưới xong ấy thì anh ấy bắt đầu lộ ra cái vẻ mặt thật lơ của mình ạ. Đặc biệt là vấn đề là râu ấy ạ. Rất là lười cạo, em không biết tại sao mà anh ấy lại lười cạo đến thế. Dài mà còn hơn cả bố vợ luôn ý ạ. Ôi, vậy luôn hả? Chắc cái mặt không? Này có râu rồi không có đẹp nè. Em cũng hay trêu vợ em rồi mà, mặt anh đẹp trai này mà cạo râu đi bóng bẩy quá, ra đường cái nó bắt mất thì sao? Rồi còn tật xấu gì nữa nè? Ở rất là lôi thôi ạ. Và rất là bẩn nữa. Quần áo này nọ của anh ấy thì toàn vứt lung tung thôi ạ. Tất ý ạ, anh ấy rất là mê đá bóng, hay để giày trong phòng ấy. Thế em mỗi lần bước vào phòng thì mình ngửi thấy cái mùi rất là khó chịu. Và nữa là anh ấy còn lười giặt giày nữa. Còn còn gì nữa không nào? Còn rất là nhiều đấy ạ. Trước khi cưới thì cũng rất là lãng mạn, đến ngày sinh nhật này, đến mùng 8 tháng 3, 20 tháng 10 này, cũng tặng quà rất là đầy đủ. Đến lúc cưới về em mới biết là quà đấy toàn là chị dâu em mua hộ, mà còn chưa trả tiền luôn ấy ạ. Trời ơi. Cũng rất là ham chơi, chồng em thì nghiện game, cũng suýt nữa là theo con đường game thủ đấy ạ. Trời. Rồi bây giờ tới em đó, cô ấy có thật xấu gì không? À, vậy em có thật xấu như là ngủ lướng này, còn cái nữa là vợ em cũng đam mê buôn bán quá nhưng mà chưa đủ cái chín chắn để nghĩ hết ấy. Mình dùng nhưng mà cảm thấy mọi người thích là mình lại mang về mình bán, chưa bán hết nhưng mình bị tồn đọng ở đấy. Chiến lược kinh doanh chưa có rõ ràng, chưa có hoạch định rõ ràng. Thi thoảng mà có mấy đám bạn ấy rủ đi nhậu là vợ em khoái đi lắm, uống rượu là còn đôi khi còn tay đôi mấy bạn con trai. Uống rượu luôn á hả, chứ không phải là bia hả? Rượu thì uống được nhưng mà bia thì đặc biệt là không uống được ạ. Rồi uống có xỉn không? Xỉn thì về nhà lại vật chồng ra là hành chồng. Hành mấy hiệp? Tùy từng hôm, có đôi hôm đôi ba hiệp. Đôi ba hiệp, có hôm đôi ba hiệp. Tức là em bình thường thì rất là hay đi nhậu với tụi bạn ấy. Có hôm thì các bạn về hết rồi, chỉ còn nguyên em với lại hai bạn nữa thôi ạ. Chủ quán thấy mấy đứa say quá mới gọi cho chồng của hai đứa đến đón. Thì chồng em với chồng bạn ý ngồi bên ngoài uống nước chè, đợi ba đứa bên trong uống rượu xong. Hai ông chồng uống nước chè, đợi mấy bà vợ trong kia uống rượu. Nhưng mà dễ thương quá. Rồi bây giờ em mong muốn Trang thay đổi điều gì? Vợ em như bây giờ là em thấy khá hoàn hảo. Chỉ một cái điều là em muốn vợ em là chín chắn hơn trong cái suy nghĩ, trong cách buôn bán đó, đúng không? Mình buôn bán bỏ đồng tiền ra, mình phải chín chắn chút xíu. Thế có muốn nó bỏ cái tật mà uống rượu xong về vật chồng ra không? Không. Tốt. Cái tật thì tốt mà. Tốt. Thôi nhưng mà nè, chừng nào mà đến lúc mà các em chuẩn bị có em bé đó là phải cai rượu nghe. Đúng không? Cái vậy chứ làm sao mà mỗi đêm mỗi uống, lâu lâu thi thoảng thôi. Thế còn em, muốn chồng thay đổi gì không? Mong ý thay đổi là để ý đến cái bề ngoài một tí. Hào hoa phong nhã lên ông ơi. Và mong anh ý bớt ham chơi lại một chút xíu ạ. Em rất là yêu thích cái chương trình này ạ, xem rất là nhiều ở trên YouTube rồi là xem trên TV. Thì thấy mọi người cứ nói là ở đây thì cứ cặp nào mà chưa có em bé là sau khi tham gia là sẽ có ngay. Cho nên là rất là mong nhận được lời chúc của anh chị ạ. Đấy. Anh Quốc Thuận chúc cho hai vợ chồng em luôn luôn thấu hiểu nhau, chia sẻ với nhau trong mọi hoàn cảnh, yêu thương nhau. Và đặc biệt 6 tháng sau hai em sẽ đón nhận một tin vui, và qua năm sau nữa các em sẽ đón chào không chỉ là một mà hai thành viên khỏe mạnh đủ đầy, có trai có gái hoàn hảo ơi, đến với gia đình luôn đó. Quá tuyệt vời. Vợ chồng em xin cảm ơn anh chị. Thay mặt chương trình cảm ơn các em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Từ Tuyên Quang vào trong Sài Gòn rất là xa. Thời gian đó thì một tuần chồng xuống 2 lần. Tức là một tuần một ngày. Tức chung là chỉ được nửa ngày thôi. Còn nửa ngày sau là ảnh về nhà rồi. Từ lúc mà bỏ đi là hai gia đình không gặp nhau nữa. Không gặp nhau luôn. Dạ đúng rồi. Vừa trong nhà, rồi vừa áp lực với người chồng nữa nên con có những cái lời nói
khó nghe nên mong mẹ bỏ qua cho con. Chào hai em. Dạ em chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Dạ, chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Rồi mời hai em giới thiệu về mình. Dạ em tên là Trần Thị Ngọc Hải, em ở Đồng Nai, em được 30 tuổi. Em là làm nhân viên văn phòng. Thế còn em? Dạ em tự giới thiệu, em là Đào Quốc Thịnh. Năm nay em 31 tuổi. Em cũng làm nhân viên trên văn phòng chung công ty với vợ luôn. Hai em là ở Đồng Nai luôn? Dạ đúng rồi, ở Đồng Nai, ở Trảng Bom luôn. Hai vợ chồng lần đầu tiên quen nhau như thế nào và ấn tượng gì về nhau nè? Lần đầu tiên đó là em thông qua một người bạn, xong rồi bạn kêu là giới thiệu cho cái anh này nhìn hiền, đẹp trai. Đó em cũng chưa lử lự là chưa có định quen đâu. Em cũng ngại nữa tại vì lúc đó là em chưa quen ai luôn. Sau đó em nghe đâu thì ảnh đăng ký thi nam thanh lịch trong công ty. Xong cái em cũng tò mò xong rồi coi nhìn mặt ảnh như thế nào thì lúc đó là mới thấy cũng da trắng lắm, cao ráo, nói chung là nhìn cũng được. Đó, lúc đó thấy ok đúng không? Dạ. Bây giờ còn em. Còn em thì sao nè? Dạ là một hai lần đầu á thì bạn cũng giới thiệu mà, con nhỏ đó đó, mình nhìn thử coi. Thì mình nhìn cũng cao ráo, cũng dáng cũng dễ thương, bắt nhất là cặp mắt cũng đẹp. Đó nên nào mình cũng quyết định quen, mình tìm hiểu. Thì kênh hiểu được vài tháng á, bắt đầu mình mới đi chơi. Xong bắt đầu là đi uống cà phê. Thì cái lần đầu hẹn hò là cũng ngay ngày 14 tháng 2 luôn. Wow. Cách đây mấy năm? Cách đây 2014 là 6 năm. 6 năm. 6 năm rồi. Dạ. Rồi. Và em có lên hát một bài là cũng tặng. Dạ. Với lại là một bó hoa. Trời em còn ơi. Nhớ cái bài đó không? Em hát lại một vài câu cho anh nghe được không? Bài chờ một người. Chờ hoài một người, anh đứng nơi cuối con đường. Chờ hoài một người mà dường như sẽ không đến. Từng dòng người đi lướt qua anh vô tình, ngọn đèn đêm nhìn anh buồn tênh. Cái mắt hấp hiêm vậy là rớt liền. Mắt hấp hiêm mà nhìn đúng con người. Mắt hấp hiêm xong rồi đến là một bó hoa nữa là rớt rồi. Liền tụi em yêu nhau mấy năm thì cưới? Cũng khoảng 2 năm 3 năm vậy. Dạ bắt đầu là quen rồi. Là 2014 là bắt đầu quen. Rồi lấy nhau năm mấy? Năm 2017. Tụi em cưới nhau được bao lâu thì có em bé? Đã có em bé chưa? Dạ được một bé gái. Lấy nhau xong thì qua tháng sau thì bắt đầu mới có em bé. Mà lấy nhau xong thì là ở đâu? Ở nhà bên chồng hay là ở bên vợ? Dạ ở bên chồng. Rồi mẹ chồng nàng dâu thuận thảo không? Nói chung là lúc đầu về thì mẹ chồng với con dâu thì cũng có nhiều cái cũng không hiểu với nhau á, nên cũng có qua tiếng lại. Nhưng mà cuối cùng là cái gì? Mâu thuẫn giữa em với mẹ là cái vấn đề gì mà chưa hiểu nhau? Nói chung là cũng có một phần của chồng của em. Đó là gì? Ấy là lúc mới cưới về á, chồng em đi về á, tới nhà xong là thay quần đùi, lấy xe chạy một mạch xuống ở dưới gần nhà có một cái đội bóng chuyền buổi chiều hay tập chơi á, xuống ra đó chơi trong tới khoảng 6:30 7 giờ xong rồi chạy về dọn cơm nước ra ăn gì đó, là ăn cơm xong là lấy xe chạy xuống dưới quán đó lại uống cà phê với tán dóc với mấy đứa bạn ở dưới đó. Em thấy ngày nào em thấy mới lấy về mà chỉ muốn thích đi chơi tự do mình thôi. Dạ. Nhiều khi lúc đầu mình cũng nghĩ là mình cũng không sai gì. Thì con trai đàn ông mà, nhiều khi người thì đam mê thể thao nữa. Cứ chiều về mà không đi đá banh, đến bóng chuyền gì, nói chung là ngứa ngáy khó chịu lắm. Đó, xong thì cũng ngăn cản em. Thì em cũng nói là cái này đâu có phải là đá gà mê gì như cái gì bỏ bê gì đâu. Anh chị thể thao buổi chiều, nhưng mà không thích. Nhưng mà với em thấy cái đó cũng không cái gì là sai nhiều. Đó nên em cứ làm. Rồi xong rồi là gây lộn. Có. Chắc chắn là phải gây rồi. Và gây lộn. Tôi đoán nè, gây lộn. Xong rồi mẹ nghe được rồi mẹ binh con mẹ. Đúng không? Rồi em buồn.
Đúng rồi. Sau đó em có bỏ về nhà em không? Dạ có. Cái lúc đó bầu 7 tháng à. Bầu 7 tháng là em về nhà em. Dạ. Và cái lúc mà sinh con ra là cũng ở bên nhà em luôn. Dạ đúng rồi. Rồi lúc đó em có qua em năn nỉ vợ không? Dạ lúc đó thì có qua thôi nhưng chưa năn nỉ lắm. Cũng là vợ ở nhà, vợ em ở nhà em. Dạ đúng rồi. Nghĩa là vợ đẻ rồi vẫn chưa năn nỉ luôn. Dạ. Rồi bao lâu thì là hai đứa mới về chung một nhà lại? Dạ mới về cách đây khoảng 1 năm, lúc đó bé tầm khoảng được gần 2 tuổi. Bây giờ là nhà riêng hay là vẫn ở chung với bây mẹ? Bây giờ thì em ở nhà riêng. Là gần 2 tuổi nay bé được 3 tuổi, 3 tháng 12 này là được 3 tuổi. Là mới có 1 năm hai đứa hàng gắn lại thôi. Dạ đúng rồi. Lúc vợ sanh có đưa vợ đi sanh không? Dạ bên nhà ngoại tự đưa đi. Đó em không biết. Xong bắt đầu hình như có linh cảm á. Xong bắt đầu em mới xuống bệnh viện và em mới biết sanh dưới đó. Lúc đó em đi vô bệnh viện mà em có vô chỗ vợ em sanh không? Hay là em chỉ đứng ở ngoài em nhìn thôi? Dạ không vô, em vẫn ở ngoài vậy. Được mấy ngày thì là chồng em mới thấy cái đứa con đó mới vô. Lúc đó em sanh xong rồi sang ngày hôm sau á, chồng mới vô. 2 ngày. Hai ngày sau. 2 ngày. Rồi em nhìn con thì em thấy sao, em có cảm thấy mình có lỗi không? Thấy lúc đó cũng buồn buồn tủi tủi. Rồi lúc đó là có xin lỗi vợ không hay như nào? Dạ lúc đó cũng chưa xin lỗi. Vẫn cương luôn. Dạ lúc đó không phải là cương nữa mà lúc đó chỉ nhìn đứa con không à. Không có suy nghĩ vấn đề khác nữa. Lúc đó mới sanh xong mà bắt đầu dìu vợ tập đi cho vợ ngoài tí xíu xong bắt đầu là bên nhà ngoại lên. Thì xong lúc đó em về. Rồi bắt đầu đưa con về. Em nuôi con tới 2 tuổi thì chồng em có thường xuyên tới thăm con không? Thời gian đó thì một tuần chồng xuống 2 lần, vào giữa tuần với lại ngày chủ nhật. Còn nếu mà em bận việc gì đó thì vào ngày chủ nhật thôi. Tức là một tuần một ngày. Nói chung là chỉ được nửa ngày thôi. Còn nửa ngày sau là anh về nhà rồi. Mà lý do gì 2 năm là hai đứa quyết định coi như là đi về nhà chung? Cái lúc đó con bé nó cũng lớn và bắt đầu đi học. Rồi bắt đầu mới nói chuyện và phụ nhau để nuôi bé đi học, trang trải cho bé. Thì lúc đó mới có nói chuyện với nhau và quyết định là thôi mình thử mình ra riêng mình ở. Nhưng mà bây giờ cái tinh thần cũng như là hai vợ chồng đã cảm thấy thoải mái, thấy là không còn lấn cấn gì nữa chưa? Yêu nhau trở lại chưa? Tức là yêu thì vẫn yêu nhưng mà cũng đang khó cái giữa hai gia đình với nhau. Từ lúc mà vợ bỏ đi là hai gia đình không gặp nhau nữa. Không gặp nhau luôn. Dạ đúng ạ. Mà bây giờ một tuần vậy về thăm ông bà nội mấy ngày? Bây giờ thì cứ một tuần hai tuần là em trở về, cuối tuần em trở về một lần. Em đưa con về bên nhà nội, dạ. Tức là nhà em á. Vợ có đi theo không? Thôi. Lúc đầu thì có chở đi theo và nói chung là song song dành mặc cảm đang có mà. Xong rồi thời gian gần đây như không luôn, em có 2 bố con về thôi. Rồi bây giờ khi nào về nhà ngoại á thì là chồng có đi theo không? Dạ. Cái trường hợp của tụi em á rất là căng. Cái này phải nói liền và tụi em phải hóa giải cái điều này liền. Đúng rồi. Chứ không là rất là nguy hiểm cho cái gia đình nhỏ này. Và cũng lại một lần nữa thì Vân cũng xin đứng ra, Vân xin phép để Vân được tâm sự một chút với gia đình nội ngoại hai bên. Đúng là cái chuyện này á, là hoàn toàn ông bà nội ngoại không ai có lỗi cả. Lỗi là do hai bạn này. Hai bạn này, cái tôi của hai bạn quá lớn. Thực ra mà nói á, nếu như lúc đó tụi em chỉ cần tịch tâm suy nghĩ lại một chút xíu thôi thì là sự việc nó không đến nỗi căng thẳng mất 2 năm trời như vậy. Khi bạn đã lấy vợ rồi và vợ bạn bắt đầu có bầu rồi á, thì bạn không thể sống cho riêng mình được nữa. Mà bạn phải sống cho cái gia đình nhỏ của bạn. Còn với bạn thì khi mà bạn bắt đầu sống cuộc sống ở trong gia đình chồng rồi, đúng không nè, thì mình sẽ phải cực kỳ khéo léo trong cái mối quan hệ giữa mẹ và chồng. Cách mà mình nói á, nó phải như thế nào đó, nó phải khéo léo. Vân muốn xin với lại hai bên nội ngoại á, là nhất là bên nội á, Vân nghĩ rằng đến giờ phút này khi mà các cháu nó hàn gắn lại được với nhau rồi thì Vân nghĩ là anh chị nên mở lòng chấp nhận cái mối quan hệ này, cái cuộc sống gia đình này. Bởi vì đầu tiên hết là con mình sẽ hạnh phúc, cháu mình sẽ hạnh phúc. Chứ còn nếu để tình trạng này tiếp tục thì lỡ nếu như mà các em không có vượt qua được, kể cả hai gia đình luôn á, thì đi đến chuyện đổ vỡ thì rất là phí và rất là tội cho cháu của mình. Thành ra là Vân mong là cả hai bên nội ngoại mở lòng ra để cho cái mối quan hệ này, cho cái gia đình nhỏ này phải được hạnh phúc. Bởi vì thực ra cái cô gái này đã bị thiệt thòi 2 năm rồi. Nhưng trước khi coi như là ba mẹ mình mở lòng thì mình cũng phải dễ thương, đúng chưa? Tức có nghĩa là bây giờ bên này tự nhiên bây giờ ẵm con về thăm bên nội mà không có con dâu, ngược lại em ẵm con về thăm ông bà ngoại mà không có con rể.
thì làm sao có được một cái tình cảm gắn kết lại, dạ, đúng không? Vợ em không về nó cũng có cái lý do. Thì lúc mà đi á, về nhà ngoại á, thì bên mẹ với vợ có nói chuyện qua bằng điện thoại. Nói chung thì vợ em thì cũng nhiều khi tính bỏ lọc chọc lắm, nhiều khi nói đó chứ không có suy nghĩ mình đang nói cái gì, nên nhiều khi cũng mặc cảm. Bây giờ về nói chung cũng khó. Mẹ đang coi, em tưởng tượng mẹ đang coi trước mặt em nói cái lời gì chân tình nhất từ trong đáy lòng của em với mẹ. Nhiều khi em trực diện với mẹ em không nói được, nhưng bây giờ em đây, đây đi mẹ coi, mẹ sẽ thấy, mẹ sẽ hiểu. Cái mà con cãi với mẹ là lúc đó là con bầu bì rồi, nói chung là nóng nực, nói chung là áp lực là vừa trong nhà rồi vừa áp lực với người chồng nữa, nên con có những cái lời nói khó nghe, nên mong mẹ bỏ qua cho con. Rồi vậy quá hay rồi. Rồi Thịnh thì nói gì? Thịnh nói gì với bên gia đình ba mẹ vợ? Dạ. Tụi con cưới nhau cũng được mấy năm, thì giữa vợ chồng con cũng nhiều sóng gió, thì ba mẹ cũng có la có rầy, cũng góp ý, nhưng mà mỗi đứa thì cũng giữ cái tôi cho mình, đứa nào cũng lì cũng cứng đầu hết. Thì cũng qua chương trình này, con chắc cũng chỉ có nói được một lời xin lỗi giữa ba mẹ hai bên gia đình, thì tụi con sẽ cố gắng, sẽ hàn gắn lại và sẽ cố gắng cải thiện cái bản thân mình để cho cái gia đình này sẽ tốt hơn, hoàn thiện hơn. Nói thật lòng là em còn yêu vợ em không? Dạ có gì. Em còn yêu chồng em không? Dạ còn. Chỉ cần nhiêu đó thôi. Chắc chắn cái tình yêu này là tụi em sẽ vượt qua được, và tụi em phải giữ. Khi mà em đã nói ra được cái điều này với mẹ là em đã nhẹ lòng rồi, cả hai đứa. Và chị chắc chắn là khi cha mẹ hai bên coi được những cái điều tâm sự của tụi em, cha mẹ sẽ hiểu và sẽ bao dung, sẽ bỏ qua hết tất cả mọi điều. Nghe không? Và anh chỉ mong là sau ngày hôm nay, qua ngày mai, Thịnh sẽ nắm tay vợ mình và con mình, dạ, về nhà thăm ông bà nội nghe em. Rồi xong rồi mình về thăm ông bà ngoại nghe em. Đó, hai đó, vợ chồng phải đi cùng đi, ở cùng ở và thăm cùng thăm. Rồi, rất cảm ơn hai em. Và hy vọng rằng là tất cả mọi thứ đều đến với các em, đều được thuận lợi, thuận lợi như ý nha. Yeah. Yeah. Rồi.